Thì đây là tuần thứ diễn trận live tuần 84. Trang và thầy Tâm cùng làm chương trình này để mà lan tỏa cái giá trị tới cho mọi người chúng ta, để nắm nắm lấy và làm chủ được cái sức khỏe của mình, tự chữa bệnh cho bản thân mình, biến bệnh nhân thành một người thầy thuốc. Thì cái chương trình sẽ đổi giờ bên Trang là 7 giờ AM là Vancouver, Canada, cũng như là giờ Cali và tối Việt Nam là 10 giờ tối. Thì như thế rằng là chúng ta, đây là cái chương trình mà thầy Tâm bỏ một tí thời gian mà một tuần một lần và để cùng ở lên đây chia sẻ những cái căn bản để cho chúng ta cập nhật và hiểu đó để mà áp dụng rồi phổ biến trong cái cách chữa bệnh. Mời thầy Tâm. Bây giờ hôm nay mình vẫn tiếp tục chương trình của mình, xong sau đó là mình sẽ trả lời câu hỏi sau nha. Xin chào tất cả các bạn yêu mến Diện Chẩn cũng như muốn tìm hiểu Diện Chẩn ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Thì chúc các bạn được nhiều sức khỏe, nhất trong mùa Covid này. Tất cả cái gì những gì Diện Chẩn thì các bạn tìm hiểu thì lên trên YouTube gõ vô, hoặc là trên trang web Diện Chẩn Tube. Diện Chẩn Tube là cái nơi mà mình tập hợp lại thôi, tập hợp cái Diện Chẩn này cho nó cho tiện dễ tìm. Những cái bài của Có thầy khi tự tập. có những có những thiếu sót bạn tìm thêm bên YouTube nha. Rồi bữa hôm mình làm tới cái quyển số 6 rồi đó. số 6 Chưa, không Trang? số 6 rồi. Đâu có qua Có rồi, số 7 không? Có số số 7 7 không? luôn Có số rồi, 7. À, số 7 rồi, thì số rồi. 8 nè, Ok. Bài à. 8 đó. Yeah. Thì các huyệt bây giờ đang ở liên tục với nhau, tức là 1 2 3 4 5 6 7 8, tức là không có ngắt quãng. Còn cái huyệt nào mà tự nhiên bị ngắt quãng á thì mình sẽ nhờ quyền trợ giúp là của thầy Châu sẽ bổ sung vô những cái huyệt đó. Thời gian trước thì thầy làm cái sách này đó, có những quyệt cũng không quan trọng lắm, không để vô, với lại số quyệt thì tìm không ra cái phiếu mà nghiên cứu, cho nên thì tạm thời để đó mình làm. Thì bây giờ mình thấy là cái rất cũng phải cần để mình bổ sung gì đầy đủ. Như kỳ rồi có bổ sung quyệt số 2 á, rất là thú vị, thì các bạn có đến cái chỗ văn phòng của mình á, nói trời ơi nhà quyệt số 2 hay quá, ấn cái hết đầu vai, cho nên mình thấy cũng vui, cho nên sẽ bổ sung vô thêm nha. Bây giờ thì vẫn tiếp theo nó chưa có bị đúng lỗ, tức là chưa có bỏ. Mùa số 8 tiếp theo nha. Mùa số 8 cái vị trí là chỗ hõm nhất của sống mũi, gọi là xơn căng á, điểm giữa hai đồng tử hai con người đây, chỗ hõm nhất đây, nhìn nè, đây là chỗ hõm nhất sống mũi, chỗ thấp nhất sống mũi và giữa hai con mắt mình đó, là này, cái khu vực này, khu vực xơn căng. Căng sơn là núi, căng là gốc rễ, coi như là gốc của núi, tôi nghĩ xưa người ta đặt tên vậy thôi, nghĩ là mũi là núi vậy tưởng tượng cũng rất là hay, vui hay. Thì hồi số 8 nằm ngay giữa luôn đây, dọn nha, 8 nha, đó ngay đường giữa, ngay đường giữa nha, ngay đường giữa nha, và chỗ thấp nhất ngay đây, mũi số 8 nằm vị trí đó vậy thôi. Thì mình tác động thì mình ấn vô, mình dây, mình gạch, ấn thẳng vô luôn, hoặc chúng ta dây dây, hoặc chúng ta gạch, dọc, gạch ngang, gạch xéo, mỗi cái nó có ý nghĩa riêng. Thì cái nào mà hiệu quả thì bạn làm. Như quyệt số 8 này cẩn thận, nó có bị nó ảnh hưởng tim và nó hàm hạ huyết áp. Thì ra huyết áp thấp á, đừng có rờ rờ bụi này, đừng có ấn như này hồi không công chóng mặt nữa có lỗi chóng mặt thì ấn 19 nha, 19 thì nó tăng lên lại, nó cân bằng, hoặc ngưng bỏ ra cái xoa mặt cái hết, nó cũng xóa đi hết, xoa mặt làm cho xóa đi. Bây giờ tác dụng của nó, thử cái chỗ mà cái rồi tác dụng của nó nha,
Thông khí, hạ áp, hạ nhiệt. Làm thông khí ha, hạ áp tức là hạ huyết áp đó, đọc sách bị tắt rồi. Hạ nhiệt là hạ nhiệt độ tức là mát, tức là cái huyệt này làm mát người. Hạ huyết áp, hạ nhiệt độ là mát người, dành người bị sốt nóng tăng huyết áp gì đó. Rồi điều hòa sự xuất tiết mồ hôi, để mồ hôi tăng giảm nó điều hòa lại. An thần, à, làm an thần. Trấn thống tiêu viêm vùng răng hàm, vùng lưỡi, vùng họng, cổ, gáy, hông, cột sống. À, tức là trấn thống là giảm đau. Giảm đau đâu? Vùng răng hàm. Tại vì cái này á, là theo đồ hình thì nó là cái mặt của cái hình màu xanh đó. Trang Trang lấy cái được cái cách đồ hình đây Trang. Hình âm dương. Trang đầu tiên á, cái đồ hình đầu tiên á. Đó các bạn ơi thấy không? Cái hình màu xanh á, Trang vẽ đi cái hình màu xanh đó. Cái hình màu xanh đó ha, hình màu xanh là người nữ đó. Thì ngay cái chỗ thấp nhất giữa hai mũi đó là cái miệng của mình. Nhưng mà các bạn nhìn nè, miệng mình đây đúng không? Thì cho nên á, thì thầy mới để là trứng thống tiêu viêm vùng răng hàm, vùng răng hàm, vùng lưỡi, họng tức là đây, cũng họng luôn liên quan luôn ha. Họng này. Cho nên nhất răng ấn đây được, ấn đây. Coi như là cái răng phía trước. Còn nếu răng hai bên thì chúng ta ấn hai bên. À, tức là nguyên cái miệng nó băng ngang dây qua đây. Vậy không? Ở giữa thì ấn đây mà hai bên, nhất hai bên ấn hai bên. Cho nên trứng thống tiêu viêm vùng răng hàm là lý do vậy. À, cổ Nhưng họng mà thầy cũng làm ơi, đây luôn. lỡ mai vừa vừa đau răng mà vừa huyết áp thấp thì sao thầy? À chúng ta cắt cớ cũng cắt cớ rồi ha, cắt cớ rồi thì mình xài cái huyệt đau răng mà không tác dụng với huyết áp, tại vì viên chẩn mình có nhiều huyệt lắm. Ví dụ giờ huyệt số 8 đây đau răng mà hạ huyết áp nữa, thì giờ mình xài huyệt ví dụ như là 16 nè, huyệt 16 chữa nước răng mà không hạ huyết áp, rồi 61 cũng vậy, 61 chữa nước răng đó. Ủa, nhưng Hoặc mà là không cũng không không phải, nhưng mà thầy không phải là tại vì nếu mình còn thấp thì không phải, nếu mình cao thì nó mới hạ xuống chứ, đưa coi cái đó mình thông minh mà đúng không ạ? Nhiều khi mình huyết áp mình đang thấp rồi mình ấn nó cũng không có làm thấp thêm nữa, có khi nào vậy không? à, ý nó đâu cơ thể mình thông minh hả? À, không có, nó vẫn hạ một chút đỉnh thôi. Nhưng mà nếu mà mình bị đói bụng hoặc mình đang mệt, cái người bệnh nhân á, thì nó có thể tụt xuống thêm, à, thì người ta bị chóng mặt. À, còn bình thường cơ thể mình khỏe thì nó cái sự cân bằng bù trừ của nó tốt, cho nên nó chỉ nhúc nhích chút đỉnh thôi thì nó vẫn ở xung quanh cái chỗ mà nó an toàn, còn ai yếu yếu thì nó bị tụt. À, cẩn thận ở đó thì ăn uống đầy đủ vô đi rồi ấn, để ý tại tác dụng của huyệt thôi, tính chất của huyệt thôi, nó vậy đó. Thì cái quyền những răng khác ví dụ nãy nói là nếu các bạn bị hạ huyết áp thì nhất là hai bên không sao, à, ở giữa thì nó hạ huyết áp số 8 nhưng mà hai bên thì 10 hay số 20 thì thường nó đau hai bên hai hàm, dùng 16 này từ 16 rồi ví dụ như là 61 rồi thậm chí lấy cái răng á, lăn ngay răng luôn tức như phía ngoài ha, bằng lăn dụ đau chỗ nào lăn chỗ đó, Lăn cái đồng lăn hay động lăn gai hay lăn gai gì đinh thầy? cái gì lăn đinh cũng được, đinh lăn động gai tức là cái lăn nào mình lăn vô cảm thấy dễ chịu, cảm thấy Vậy nó phải gọi tới là nó ba giảm đau cái à? thì thử hết chứ sao, răng thử chút đỉnh hết phải mừng không, giống như phần thưởng của mình vậy Ok. cũng Rồi. vui rồi đó. Nhưng mà chúng bạn phải đi nha sĩ nha, tức là đôi khi chiếc răng thí dụ như do nóng đi đúng không, thì mình lăn vô đã mệt hết đúng rồi, nhưng mà họ bây giờ nó sâu răng rồi thì nhất thì đúng rồi thì mình ấn cũng giảm đau chứ không phải không đâu nha, cũng đỡ, cũng có thể qua hết đêm rồi nó nhức tiếp thì mình phải đi nha sĩ để mình khám, mình vá lại, Coi có phải mình là khám lại sâu răng hay không mình hả, là sửa gì chữa phải là đó đúng rồi. nhiệt. Còn nếu mà do cái nú hay do nhiệt thôi, xương nú hay ngọt nhiệt thì thôi không sao thì nó hết. Chứ mình không có ấn mà tự nhiên cái sâu răng nó, là cái răng tự nhiên nó lình lành lại nó trám mày đâu, cơ thể mình nó không có làm vậy, nó làm được rồi ha. Trứng thống tiêu răng hàm lưỡi họng
À, vùng lưỡi, họng lưỡi nữa, ví dụ như rát lưỡi hay là gì đó về lưỡi mình ta làm đây. Họng, cổ gáy, hông, cột sống, họng, cổ gáy, rồi hông, bên hông mình xương sống đúng rồi, bởi vì nguyên cái mũi là xương sống thì cái chỗ này nó sẽ liên quan đến cột sống, mà cái đoạn mà ngay cái cổ, dưới cổ xíu, dưới sẽ bảy chút, ngay giữa hai lông mày là sẽ bảy, tức là cái đốt sống cổ mà ngay các bạn cúi xuống nó có được lồi lồi lên á đó. Đó thì nó là điểm hai giữa hai lông mày, thì xuống đây chút xíu, à thì mình xích xuống chút khoảng đó, thì mình đau khoảng đó thì mình làm đây. Rồi điều hòa tim mạch, liên quan tim, liên hệ tim, lưỡi và cổ gáy, chống chỉ định, chống chỉ định huyết áp thấp, huyết áp thấp thì đừng có nên làm việc này. Thì bây giờ bệnh, cái tác dụng về cái chủ trị này, chủ trị nó là trị bú cổ, viêm mũi dị ứng, di tinh như là bị xuất tinh, di tinh, mộng tinh này kia, nằm mơ xuất tinh, mở ngoặc ra là do tâm hỏa vượng, tức là do cái tâm hỏa nó bốc lên dữ quá. Rồi mất ngủ, ác mộng, đau nhức cổ gáy, vẹo cổ, đau cột sống ngực, huyết áp cao, các bệnh về mắt, mờ mắt. Rồi nó ở gần đó cho nên nó liên quan. Rồi viêm lưỡi, đau cứng lưỡi, nhức răng, nhức hàm, đau khớp, hàm, viêm họng, ngứa cổ, ho, rối loạn nhịp tim, các bệnh về tim. Cái này thì nó cũng liên quan đến tim, nhưng mà nó khi nó làm huyết áp hạ cho nên nó căng thẳng, chẳng có nhiều hiệu cũng đâu, tại cứ đồ hình tim á, nó làm từ đây trải dài qua đây, nhưng mà làm đây cũng tim, mà ở dưới này cũng tim, mà cái chỗ 189 này á, cái lồi cao nhất xuống mũi nè, cái này nó chữa tim an toàn hơn. Các bạn có tim mà làm dưới này đi nha, đánh dọc qua đây qua số 10, qua 16 đó, đó thì nó an toàn hơn bên số 8 không, nó thêm tác dụng hạ áp mất công. Đó thì hết cái việc là số 8. Thì số 8 do nó có bị cái liên quan đến cổ họng á, cho nên mình cũng hay dùng cái số 8 để chữa bú cổ. Thì mình cho nhấn như vậy, ví dụ ta bú cổ ở giữa đúng không, nằm ở giữa thì mình nhấn ở giữa, và nằm bên nào thì mình nhấn bên đó. Để coi cái việc độ hình. Cái bên Trang á, Trang này có lắp cái camera sau rồi được không Trang? Được chứ? Được, tốt, cho có đồ hình không? Anh chiếu vô cái mặt đi sơ ở bên này, nó không tìm thấy cái chỗ cái nút mà mở cái camera sau. Ok. Hai tuần trước Trang xài lúc đó cái quay hô đó. Đây là cái khuôn này luôn Vậy mà lộng chiến luôn á. hả? Ghê. Trời giữ 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 nè, giữ thấy giữ không, thấy cái mặt phòng của Trang wow không, đúng không? wow đã quá ta, Thì đó trời ơi, đó giờ lộng chiến phòng cho người ta coi. à. Nó Nè cái khuôn quay này vòng coi. đó. Giấy chứng nhận Nguyễn Thị Trang giới thiệu. Ủa Trang Thi chứ, à Trang Thi Trang đúng rồi, ba ký nè. Đó người ta để Giữ vậy đó. rồi, dễ thương. Rồi. Cái chữ I feel gì á. Đâu rồi, Tám Trang để hả? lấy cái quay giò chỉ, trời ngón tay chà bá, chỉ Rồi vô một cái mất cái gì kia. ngồi chỗ coi, chúng mày camera chạy tùm lum à, đứng yên. Để chỉnh Camera lại nha thì quý vị, ngó vâng, hơi cái nhức đầu tội nghiệp nè, số 8 đây. số 8 đó đúng rồi. Nếu ở giữa thì chúng ta sẽ làm cái việc cái bú cổ giữa là số 8, còn bú cổ hai bên thường nhích qua hai bên 20 là nè. số mấy, bạn coi nè, 20 20. nha, 20 rồi 12, xích ra một xíu nữa đó. Bây giờ Trang mới chiếu cái trục dọc á, Trang ơi, cái chỗ 20 nè, chứ Trang kéo xuống dưới dưới không có gì đâu rồi, camera đâu rồi.
Trang kế xuống dưới cái huyệt A, số chữ A. không. Thế nè, tâm chỉ cho cái cách lấy huyệt chính xác nè. Nha, cái chữ A. Tức là cái trục dọc á là cái trục A đúng vậy không? Số 20 đúng không? A gì nó là số không á thầy, không phải A giữa Chứ giữa không là số 8. Cái chữ O là số 8, nhưng mà cái chữ A là số 20. Em kéo lên coi phải số 20 không? Chữ A đó. Kế bên đó. nè. Trời ơi, đi đâu vậy? Ngay giữa kìa, số 20 đâu? Đây Đang này. kéo dọc xuống đây. A A ô đúng rồi, 20 là A đúng rồi. Trang nói số 8 cơ, số 8 Ừ rồi, có. Trang chiếu vô. Bây giờ chỉ này số 20 này chính xác, tại vì á nó sẽ nhích ra bao nhiêu mình không biết. Bây giờ Trang phóng lớn nó đi. 20. Trang để gần vô, đang để gần vô ngay nhân trung á. Trang để gần vô ngay nhân trung. Nhân trung là cái nào? Dưới mũi đó Trang ơi. Đúng rồi. Các bạn nhìn rồi nha. Cái đường A đó, cái trục 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 A đó ha, trục dọc đó thì bằng coi nó bằng cái độ dày của rãnh nhân trung. Ừ, còn thấy không? Có đĩa đó không? Thì bây giờ á ha, đường giữa là không nói, giữa chữ O Nghĩa là số 7 là hả? số Cái 8. đó cũng giống như số 7 luôn thôi. Thì thẳng lên vậy nè. Không, số 7 là trục khác rồi. Ok. Số 7 là trục B rồi rồi Trang này. Bây giờ A nhìn nha, trong cái đường A nằm A bằng cái rãnh nhân trung. 63. Ừ. Thì đang coi nè, cái rãnh nhân trung đây đúng không, thì độ dày nó bằng bằng mí này, thì từ đây mình kéo giống thẳng lên thì số 8 đây, mà nhân trung kéo lên khoảng nằm Tám ngoài xuống 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 đó, xuống nhích xuống ra xuống vậy đó, xuống thẳng xuống hàng xuống với xuống lại xuống rãnh nhân xuống 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 trung. xuống là 19 này, đánh ra 19 xong rồi tới 63. Ok. Xong rồi cái lên là số 8 rồi. Trang có cái thước dài không, Trang để vô cho bà con rồi thấy dễ hơn. Cái kéo xài bét thôi Trang. Thầy á, cái gì cũng muốn hết ta có liền sắt à. Nè. Lấy gì đại đi. Ừ đó, số Đâu 8 rồi? đâu, Đâu rồi? xin lên trời ơi, nằm trên ừ đó, số 8 đường giữa thấy không, rồi nhích Tám lên hai xuống mươi số này, 20 đấy đúng cái hai không, mươi đi quý vị ơi. để xéo cái giấy rồi Trang à, Số số 20 tám đâu, này nó, số tám này nó khó nhìn lắm. số 8 dễ thấy lắm, thấy rồi, vì 20 đâu, 20 đây. đúng rồi, xéo xẹo à, trời Đây ui, chỉ này. miếng giấy kìa, ừ, thấy nhân trung không, các bạn nhìn xuống dưới nè, thấy nhân trung không, đi Đây. thẳng lên đó thấy không, là ngay số 20 nghĩ vậy, rồi nhích qua cái nữa, đang nhích qua cái nữa sang số 12. Số 12 nó sẽ nằm ở giữa lỗ mũi, kéo lên ha, Đó, 12 đây. thì cái ba cái quyền này chữ bút cổ hay, bởi vì tao nói là số 8 thôi, nhưng mà thật sự ra thì nói luôn nên lúc mà chữ bút cổ tao biết. Mà ngoại Ừ. tài Từ quá. từ tới việc kia sao, 8 này 20 Đây có nằm cây bằng này đường nhân nãy trung giờ đi xài lên, ủ quá. xong rồi á, giữa lỗ mũi nè các bạn nha, đó, kéo lên nhớ đừng có chọc lỗ mũi người ta, kéo lên này đó, đây là hai số 12. 12 là nằm ngoài số 20 Xíu nha, di nha. động xíu nha để bỏ vô cây Thứ đứng ba cạnh cái này, nếu mà bút cổ á, nếu mà bút cổ thì chúng ta ấn vô thẳng đây luôn, giữ yên trong vòng từ 3 giây 10 giây, hoặc chúng ta chơi trò nó gọi là tán sỏi tán ngu đó. Đó, cái kỹ thuật này nè, mình không có gọi tô màu nữa, bởi vì cái tô màu trùng với cái chữ tô màu của thầy Châu nói về cái huyền công á, hồi đó mình không bị ý không biết đó, giờ mình trả lại cái chữ đó, thì bây giờ mình cứ nói với ba rồi nha. Ừ. Bây giờ đổi lại là cái này là gì, phương pháp tán sỏi tán u nha, nó tên nó vậy thôi, mình nó cụ thể hóa vấn đề, nó là biết liền nó là tán sỏi u là cái gì. Ừ. Là các bạn cứ đánh như vậy, nó giống như mình chơi cái trò gọi là rồi bây giờ không cầm bằng tay nữa, có cây bằng đứng mình. rồi thầy nha, Ừ. giờ Này có lắm cây nha, đứng rồi đó, không có lắm run nè, đây. liên tục nhanh lên đó, các bạn đánh nhanh đều nhớ không, là nó tan. Hồi xưa á, thì không có tiền ra cái đó thì ấn thôi, ấn nó cũng tan nữa, hoặc ấn bằng quy giò không, hoặc là ấn bằng sung điện. Sung điện thì ấn để lâu, để ngắn hơn, tại nó điện giật khó chịu quá nên để xíu à, để mấy giây. Còn cái ấn bằng không bằng quy giò á, thì chúng ta để nó 5 giây 10 giây.
20 giây, ví dụ 30 giây, ví dụ vậy. Để là ấn chậm, nó gọi là thủ pháp ấn chậm. Xung điện ấn vô tiêu lẹ hơn nhưng mình đau hơn. Cũng để 5 giây thôi, xung điện để chừng có thể 2-3 giây gì đó, lấy ra cũng được rồi. À, để chữa bú cổ, mà nhớ bên nào bự hơn thì chúng ta làm bên đó trước. Ví dụ bây giờ người ta bị đâu có lồng nhau đâu, ví dụ bên phải bự hơn thì chúng ta sẽ ấn bên phải trước, còn nếu bên trái bự hơn thì chúng ta ấn bên trái trước. Nhiều bạn không biết cái này, cứ đè cái lỗ này bên nào bên trái, cái nào cũng bên trái trước, cái nào cũng bên trái. Không phải nha, rồi ngồi nó cái lộn người thì nhìn ta không phải nha. Ở đó vậy đó, đó là u số Thầy nói lại coi cái nào là tám. cái u bên cái u một bên u bên trái thì đánh bên trái thôi đúng không? Ừ đúng rồi, À, còn nếu u hai bên thì đánh như nào, trước bên trái trước phải sao hả? Không cần. phải u hai bên, bên nào lớn hơn thì đánh bên đó trước. Ồ, tại sao? Kinh nghiệm thấy vậy, Nghĩa tập trung vào nó trước hả? Tập trung vào nó trước. tại vì khi mà khi mà chữa bệnh á, thì em thấy vậy đó, tức là khi mình đánh trước thì tự nhiên ví dụ người ta mình bị hai bên gần bằng nhau đi, thì cái bên nào quấn trước tự nhiên nó nhỏ hơn. À để ý vậy, mà để ý vậy mình nói ừ chị nào bự quấn trước vậy đó, sắp xuất cũng sắp xuất. Ví dụ như bây giờ mình quấn vậy mà nó không được vậy mình quấn ngược lại, bên nào nhỏ quấn trước bự quấn sau đó, thí dụ vậy. Thì nói chung là nó có sự thay đổi, còn cái ý nghĩa của sự thay đổi đó chứ không phải là bên nào quấn được, mà không phải lúc nào bên trái, ý tâm nói vậy đó. Các bạn coi nhớ kỹ cái này. Còn ứng nguyệt thì sao, là có khi nào ứng phải trước qua trái không, mà trái trước phải là luôn trái trước qua phải. Thường thì chúng ta ấn bên trái trước, đơn giản một điều thôi là ví dụ đa số chúng ta thuận tay phải, mà khi chúng ta đưa tay phải lên giày chúng ta ấn vô mặt bệnh nhân thì theo sự tự nhiên thì cái bên nó là chính là bên trái của họ, đơn giản thôi, chúng ta làm việc theo tự nhiên mà. Cho nên hãy mình giơ tay phải lên thì mình ấn, tại người ta được đối diện với mình, cho nên cái bên phải của mình sẽ là bên trái của người đó, có đúng không trời? À mắc Trái cười không á, à, thầy nói vậy lúc chưa mà đang học sư trong mới học ấy, cái đang hả, ủa hình trái là nào, cái trong phải tưởng tượng mình xoay qua ngược lại mới biết được cái đó. Nhưng mà không nghĩ như thầy nói dung là mà. trái, là trái đó là liền đúng không, Tại vì nó họ phải ngược với bên mình, trái. họ đối diện mình, đúng rồi Ờ, mình đâu có nghĩ gì đâu. đó. Thì cho nên thường thường như vậy thì mọi người mới mới hiểu, à có lẽ là làm bên trái trước, mà thực sự thật ra là nó không phải như vậy. À, các bạn chứ vấn đề không phải vậy. Cứ vậy rồi tam sao thất bản, rồi đồn nhau, rồi cái gì bên trái cái gì bên trái đó. Điều thứ nhất là về theo sự tự nhiên, cái điều thứ hai là khi dò bên trái thì thường hay báo đau nhiều hơn đó. Cho nên chúng ta làm bên trái trước, đó là cái giống như nó thành một cái thói quen đó, rồi không rồi đôi khi mình làm mình không giải thích, rồi mấy học trò họ ghi lại rồi cũng không giải thích luôn, rồi cũng không hiểu, cứ tưởng là nó là luật, mà không phải, nó phải có một cái điều kiện như vậy. Mình có thể hoặc là mình giúp dò hỏi bờ hai bên, tức là theo thuyết sinh huyệt là chính xác nhất, bạn nhớ vậy. Nếu chúng ta dò hai bên nào đau hơn làm bên đó trước, bất kể chạy phải trái gì hết. À, bên phải đau hơn làm bên đó trước, nó bệnh phải mà. Bên trái đau hơn làm bên trái trước, phải bệnh bên trái. Chứ chẳng lẽ bây giờ bên phải đau hơn, bên trái không đau giờ cũng làm bên trái trước luôn, cố chấp vậy. Thì chúng ta phải bám sát vụ thực tế. Thì nhân hôm nay cũng nói ví dụ này cho các bạn hiểu luôn, thì đa số bây giờ cứ vậy đó. Phải trước, nếu quên trái trước cứ gì mà làm, đâu phải gì đâu. Thì hồi xưa học sao, đọc sách nói sao Tại nặng vậy. đang không hiểu cái nguyên quỹ của vấn đề, gốc gác vấn đề là cái gì, rồi cứ nói thôi mà nó quyết cái bản chất vấn đề. Rồi vậy ha, bây giờ qua cái việc làm tiếp theo, đó là cái việc số 9. Tạm tính lên Trời ơi, có bao giờ trang dùng của việc số 10 đâu thầy. ủa Ừ. vậy Trong cái bộ huyệt có bao giờ thấy có việc nào bộ phát đồ nào có hơn là huyệt số 10, cho muốn còn để trong đây có số 10 số không. nè.
nhưng mà đang nói siêu chính mà. thì thấy ba trước mắt số 10 thẳng là ủa sao lạ chưa bao giờ thấy dùng số 10. Bởi vậy thấy không, cái quyền mà mình để đây mà ít xài nè, số 10 là trấn thống vùng vai với khuỷu tay đó. Mình thường đa số chúng ta làm vai khuỷu tay thế này hoặc đây hoặc đây hoặc làm luôn đây tay luôn rồi, nên mình quên mất số 10 mình có mà. Mình quay số 9 nha. 9 nè, trên đường dọc tiếp xúc với bờ ngoài cái mặt nghiêng đó Trang ơi, Ôi, bờ ngoài móng trán lấy của mặt xương gồ nghiêng, má ok. tuyến M ngang khóe miệng. Trang làm cái gì cứ Số lụm cụm ngang 9 đâu rồi, số 9 đâu rồi, đây, chứ mà bộ má đây. Bây giờ. Đây nè, thấy không? dần hơn Trang ơi, không thấy mấy bác không thấy đâu. Đó đúng rồi, bây giờ Trang mới xích xuống xích cái camera lên xíu để mình hướng dẫn cho cái này Xích định nữa vị số hả? 9 này. Xích Gần xích nữa lên hả? xích. Không ấy, xích camera lên đó, xong xích lên đó. Để nhìn thấy huyệt 130 đúng rồi không? Thấy huyệt 130 mới được, kéo cái mặt xuống, kéo cái đồ hình xuống dưới. Quay. Kéo đồ hình xuống chút. Trời ơi, cái đó đang kéo lên mà. Rồi Kéo cái đồ hình xuống là xuống, lên, kéo là lên kéo là như thế. đúng rồi. Cái xuống gì Nhưng đó mà là lên nè. xích lên chút xíu để thấy mùi số 9. Mất mùi số 9 rồi. Ôi trời ơi, nè. Đúng rồi. Rồi stop. Đứng yên. Đứng lại đứng. Rồi. Trang chỉ huyệt 130 đi. Rồi, chính xác. Cái gì vậy? Đúng rồi. Cái gì vậy trời? Đứng yên Không. đó. Cái gì vậy? Trang để yên cái quay giỏ đi. Quay, nó đang tuột kìa. Bển làm cái gì không hiểu luôn. Thì thầy nghĩ có cái đầu nghề chưa chuẩn bị mà ok rồi gọi đi nè đây 30 rồi chưa? Rồi, đúng. Kéo xuống có phải là đến nằm ở trên quyền số 9 không? đây Rồi, bây giờ nha. Cái đường ngang á, là khóe miệng kéo qua thì dễ quá rồi. Khi mà khóe miệng có sẵn ở đây, kéo một cái rẹt qua đây xong. Nhưng mà số 9 á, là nằm đâu? Ở trong đây á, thì nó xài châu để là gì? Trên đường dọc tiếp xúc với bờ ngoài máu trán của xương gò má. Đó, nghe. Tuyến M đó thì cái đường của nó hơi rắc rối, thì bây giờ có cái có một cái cách là từ quyệt 130 mình coi nha. Từ khóe định vị, tức là chúng ta phải định vị vị huyệt 130 trước. Từ lông mày kéo xuống, đuôi mắt kéo qua, hai cái này nó giao nhau cái điểm một điểm thì cái chỗ đó chính là huyệt 130. Cái cách đó thì tại vì cái lông mày của mình là lông mày thiệt, cho nên các bạn kéo dễ, nó chính xác. Nhưng mà các bạn mà chưa rành á, mà nếu các bạn kéo mấy cái cô bé mà tuổi bây giờ, hoặc là hay sửa lông mày, thậm chí người lớn vậy nữa, nhỏ vậy nữa, sửa lông mày cái mấy nàng mới bô cái lông mày thiệt đi, cái mấy nàng mới xăm điêu khắc gì đó lông mày giả nó nằm ở đây, cái xong mình kéo một phát đuôi lông mày mà kéo một phát ra tới đây. Kéo cái đó, ô cho 30 đúng ngoài này luôn. Sai nha các bạn nha, sai nha. Sai, sai. Thậm chí mà quên luôn cái lông mày cũ của mình luôn, mắc cười chỗ đó. Cho nên nếu mà gặp con gái thì mình sẽ quên cái đừng có lại lông mày, lấy cái lông mày sẽ sai đó. Cho nên chúng ta lấy cái đuôi mắt kéo qua và ngay bờ ngoài của xương hốc mắt đây các bạn, cái xương hốc mắt đây ha, ngay bờ ngoài của nó lọt qua bờ ngoài nó cái có cái hõm, thì ngay cái hõm đó là 130, ngay hõm 130 rồi, dễ không? 130 này kéo xuống một cái rẹt, cái này kéo ngang một cái rẹt đó, nó đụng nhau ngay số 9. Hoặc còn một cách lấy nữa,
dễ hơn nữa là gì, từ nói À. miệng nè, Ừ. kéo một cái rẹt ra đụng ngay cái cục xương, Ừ. ngay mí cục xương nữa bạn, ngay mí luôn nha, ngay mí luôn nha, đó là bùa số 9, dễ thôi, xong. Ừ, vậy dễ hơn mình rà mình sẽ đụng Ừ. hệ khâm chín nè, hệ khâm hai nè. Mình sẽ đụng bốn huyệt nào bắt đầu tới huyệt số 9. Nhiều cách rồi. Nhưng mà nó cũng hơi Rồi nhầm ở thầy nhỉ. Dễ nhầm lắm á. tiếp nha, tác dụng trấn thống vùng đầu gối, hông bụng chân, tức là giảm đau đầu gối nè, vùng cái hông của chúng ta, cái bụng, cái hông, cái bụng với nhau, và cái bụng và cái chân, tại vì cái đồ hình, cái đồ hình đó mình coi cái hình người đúng không, thì thấy cái đùi banh ra đây, thì cái hình người mụ nữ, nữ thì cái đùi banh rộng hơn đó, hai chân rộng hơn ở đây, nam nó hẹp hơn đây, nữ rộng hơn đây, bọc luôn, cho nên nằm tốt đây, cho nên đầu gối đúng rồi. Từ đây khối miệng kéo qua là các đầu gối nằm đây, tất cả các điểm. Nhiều bạn cứ lầm, cứ tưởng là đầu gối nằm có một điểm hai điểm này thôi, không phải đâu bạn ơi, kéo dài tới đây luôn, tới số 9 luôn. Chỉ hoàng chút cũng đầu gối nữa, nói chung nguyên dọc này hết, đầu gối rồi bụng, bụng là bụng đúng rồi, tại cái này là cái bụng má mình, cái bụng sẽ được hình cái nội tạng, thì cái này là cái bụng. Vậy thầy thấy Cho hôm nên má đang nó phì ra là bụng bự đúng không ạ? đúng rồi, cho nên ai mà ăn uống phì nhiêu xíu thì thấy khi cái má mình nó phình ra, bắt đầu nó ú ú nụ nụ là lập tức cái bụng chúng ta nó cũng phình ra giống vậy, cho nên nhìn đôi khi mà thú vị lắm, có khi nhìn cái mặt người ta đó, nếu mà họ có thể họ tròn trịa, nhưng mà nếu mà họ nó có một cái ngấn ngấn này thì cái bụng họ cũng vẫn có eo ngồi vậy. Từ mình có thể làm cái nữa, ứng dụng là gì, mình ta đánh đánh mặt, gạch cái má mình nhiều vô cái này, thì cái eo ở đây mình nhỏ lại hai bên, tại nó có sự gì liên quan tương động nha, mình mạnh lên trang ơi, gạch gì nhà hiệu xong mà tan ngoài cái nổi, không gạch lên á, để gạch xuống nha, gạch xuống sợi luôn, lên kéo lên căng băng, băng. Bên này nữa vậy đó, Tô mà dù màu tâm không? trạng bây giờ quýnh không, hất lên thôi Trang, cái này không phải tô màu, tô màu là hai chiều, quýnh hất lên thôi, giống như tô màu, không phải, đừng có nói chỉ tô màu, tôi bị liễu cái tô màu nữa, cái này là giống phương pháp tán u tán sỏi, mà đánh một chiều thôi, quýnh. Là làm như một nữ làm thử nhé, mình cháu bây giờ làm này. Rồi trấn thống đầu gối, trấn thống là giảm đau, giảm đau đầu gối nè, hông bụng chân, thì bạn đau mấy cái đó thì các bạn tìm sinh huyệt, cẩm này kéo, mình biết khu vực này là cái, à quên, xin lỗi, cái này là đình huyệt, đình huyệt thì chúng ta xác định chính xác luôn rồi. Kéo ra đụng cái cục xương là nó, lấy này xuống, kéo xuống cũng nó luôn, thì có thể nhúc nhích qua lại xíu, nhói lên ấn vô, nó đình huyệt nhưng mà cũng phải tìm điểm nhói, điểm nhói nó nằm ngay ở đó luôn, chứ không có nằm lang bang nữa, nằm ngay trên 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 đình huyệt luôn, sinh huyệt đình huyệt lúc này là một, nếu mà nó báo giống như sinh huyệt thì nó là hiệu quả cao hơn. Rồi chữa bệnh đau khớp gối, đúng rồi, đau hông bụng, đau chân, thần kinh tọa, đau thần kinh tam thoa, tức là dây số 5, dây sinh 3, dây cảm giác mặt, đây cũng cái số 9 này cũng chữa cái bệnh đó. Rồi. Ok, cảm ơn thầy. Mình Nghe có hai câu hỏi việc. là thầy ơi. Đó đâu, nói đi. Giờ tô màu đổi thành tán u tán sỏi. Đúng phải không thầy? Đúng rồi, thầy mới nói. Đúng rồi, mình gọi gì đó chứ khỏi trùng với lại cái tô màu trong huyền công. Ở trong cái huyền công của thầy Châu á, có một cái chiêu gọi là tô màu, mà hồi trước mình không muốn biết cái đó, mà tại mình không có tha lại một huyền công. Thì cái cách đó là thầy mới vẽ, tức là vẽ tranh, bây giờ tên là vẽ tranh đó, các bạn học là học xuống vẽ tranh, xong lấy cái là cái đồ hình mình trống không có màu gì hết, xong thầy mới lấy cái bút, thầy tô lên cái đồ hình đó, thầy tô đồ hình thì mình chữa cái bệnh của cái người đó.
thế là thấy có luật đồng ứng và nhất nguyên luận thì chúng ta làm được cái điều đó thì cũng hiệu quả. Thì mình bây giờ đặt tên cụ thể là tán sỏi tán u luôn. Mà kỹ thuật sao, kỹ thuật là gì, kỹ thuật là nhanh nhẹn điều khích phớt á, bữa có nói rồi. Ở trên phay này thì có nói, trên phay mình có nói cho nên mình để cái tên đó là của thầy Châu nói trước, mình không biết, bây giờ mình trả lại. Là người ta quen nói câu đó gần mấy năm nay rồi. Bởi hồi xưa dạy cái này, lúc mà dạy thì mình, chúng tôi đặt tên, không có đặt tên, mà chỉ giải thích là phải làm vậy thôi. Thì hai cô bé là cái cô anh với cô Phương, cô Thảo á, mới ngồi ở dưới mới nói là thôi giống tô màu, anh nói tô màu đi, đã để ý cái mình không biết thầy nói rồi. Mình nói ừ nghe cũng hay, hợp lý, thôi mình gọi luôn, tự nhiên bà con tôi kêu vậy thôi, mình ý mình đặt đâu. Ok vậy. Bị thốn gót chân, trị phản chiếu và cái gì búa Thốn cái gót gì phải không? Thốn gót cái gì? Cái gì gì đọc hết đi. bị Gì thốn vậy, gì? gót chân, trị phản chiếu và cái gì búa búa rõ rõ tại chỗ, búa gõ tại chỗ. Nói chung nhiều cách mà không hết, thầy có cách nào hay không thầy? Gai gót chân. Ồ, Trang ca gai cũng có kinh nghiệm như thế này. Kinh nghiệm sao kể nghe đi, chia sẻ cho người ta biết. Ở trong đây nó có cái phác đồ gai gót chân này. Xong rồi cái gót chân nó có phần là số 6 gì đâu đây nè, những cái việc gì đây để cho coi coi gai gót chân. Gai gót chân số mấy nha? Gai gót chân, gai gót chân mà cũng có từ ngải cứu nữa đó. Gã ứ hơ, những cái sinh vật nào mà báo đau nhiều đất nó hơ, nó buốt vô 3 lần là tự nhiên cái gót chân nó hết đau, đau gót, đau chân 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 chân. Số mấy đây? Đâu rồi? Ngứa, bệnh mắt, đinh tinh, liệt mặt, gỗ rấp, rỉu rêu, xung quản trị gai gót chân. Mụn chằm lát ngứa ở đây có bao nhiêu phát độ đây đâu, nhưng mà Trang bị cái vấn đề đó và Trang có giúp được một bạn mà bạn nói đó là mấy năm nay đi bác sĩ á không, không có kết quả thì mình làm có một lần nó nói nó đi được á. Đau vai, cuộc sống đau lưng, đau khớp gối, đau cổ chân, đau cổ chân, đau bong gân cổ chân, đau gót chân. À, 461. Hiệp 461, 127. Chỉ quyền chân tay. 7. Chỉ huyệt đó hả thầy? Đúng rồi, chỉ vừa Nó phải đeo ra nghe nè. nghe echo, nó nghe echo. 461, tự nhiên nói Phong Long vậy không biết xuống sang số nằm đâu luôn. Nó cũng vùng ở dưới, tôi coi tôi hiểu không phải đâu, 461 cũng bên bên bà má đó thầy, bên má đó 461 là ở dưới ở 85 đi qua, huyệt 85 đi qua, đi đi qua đi ra là 461 ở dưới Thấy rồi, trang khi đấy, 85, cái miệng kéo xuống, bờ môi dưới kéo ra, 85, lần này đúng không? Xong rồi á, kéo qua một cái rẹt, đây, đúng không? Kéo ra một cái rẹt, cái mí với đuôi của mắt nè, kéo xuống, vô này, đây, 461 nằm đây. Đó trang là 461 đúng không, Dạ. 187 đúng không, ngay giữa Dạ. cái lằn của ổ cằm đó, rồi làm gì nữa, 107. vừa chỉ đâu à, đây nè, trên này ở giữa lỗ mũi này các bạn kéo thẳng lên tới đây, 187 nằm đây,
tuyến ngang là ngang 106, ngang 106 có nghĩa rằng là 103 tới 26 chia đôi ra, đúng chính xác, kéo qua 107. Không Ờ, bên này. 100, 100, 106 đi ngang qua 107 Đúng không? Ừ. Đó. dạ. Trang làm hai vụ đó hả? Ai ba Dạ. vụ đó hả? Là hơi Rồi, hơi là giỏi hả? nhưng mà Trang hơ được có hiệu có 400 mấy nè, 461 là có thúng À, đao Trang nhiều hơi đến nhất mặt á. luôn hả? Dạ hơi trực tiếp Ừ. trên mặt. Đó, đó là kinh nghiệm của Trang, các bạn làm thử nha. Ừ. Cũng hay lắm, cũng có học bổ sung lẫn nhau vậy đó. Là người này còn của mình á thì mình đánh về nè, tức là dò sinh huyệt thôi, không có cần nhớ huyệt nữa. Cứ biết cái này là gót chân rồi đúng không? Thì chúng ta dò sinh huyệt nè. Chỗ này nhói lên thì ấn vô. Nhói lại ấn vô hoặc là lấy búa gõ. Bum bum bum, nhói lên. Mình gõ mình kiếm sinh huyệt, nhói mình lại mình gõ. Ấn bớt liền. Cho bệnh nhân dậm chân xuống đất, bớt liền. Rồi mình làm mấy lần vậy đó. Thì giảm đi. Giảm đi xong sau đó chúng ta làm thêm một cái cú gọi là cú cục bộ, tức là mình sẽ đánh, mình thích làm cái phản chiếu kết hợp với cục bộ, hai cái phối hợp với nhau. À, thì chúng ta lấy cái que giò cái đầu lớn này nè, chấm dầu là và đánh cái gót chân, mặc dù thốn ở dưới bàn chân, thốn ở dưới gót, ở dưới lòng bàn chân, nhưng chúng ta gạch cái vùng gót xung quanh cái gót, chỗ cái gân xung quanh cái gót phía trên, chứ không cần phải đâm ở phía dưới chân nữa, chỉ cần gạch gạch đứng như vậy nè, lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống, bọc xung quanh cái gót, cái gạch đều 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 vậy đó, khít với nhau nha, bọc xung quanh cái gót chân là bớt liền, Giống như đây là bớt gót chân, liền. đây là bàn chân đúng không? Thầy nói là đánh ra vòng Ừ. vòng đây hả? Ra ngoài Đúng ấy gì rồi. ra. Nhưng mà cái đầu lớn nha, đừng đánh cái đầu đó chảy máu á. Đầu Ok. lớn này Vùng vòng vùng là vùng gót chân bên kia luôn chẳng hạn vậy, là đây là đúng bàn chân. rồi. Đang làm cũng hay quá, mô tả rồi đó. Đó bạn làm như này, lên xuống này, khích khích nhau làm hết, bọc hết gót bọc qua bên này, đây làm giống y chang luôn, Ôi cái tay của thầy là ngó giống bàn ở chân dưới phải không? Cái tay của thầy ngó giống bàn đó. chân thiệt, có thầy để ngang gì giống như bàn chân thiệt cái đó, được rồi coi coi không, tay kia kìa, bàn tay kia kìa, đó đó đó. Thì chân tay là một mà. Yeah, see coi nè. Bàn chân của Trang đẹp hơn. Yes, đó Ừ. thử vậy đi. Cái hơi nó cũng tại vì cái đó có thể liên quan tới cho thấy là Nhiều lạnh cái đó. Nhiệt đâu ở quần lấy mấy đồ sợi tóc thổi nhanh nhất, lại còn lấy mấy sợi tóc thổi, vừa gạch vừa gì lăn sấy tóc được không? vừa thấy, vừa gạch vừa thấy được luôn. Ok, nhờ thầy cách Ừ. chữa u mỡ hiệu quả. U mỡ, chữa u mỡ, u mỡ đâu à? U mỡ biết đâu, à quên hỏi người ta. U mỡ ở Dán đâu không, à? các bạn dán xung quanh cái u nha, Dán thì cao dán hả bạn thầy? chấm dùng chấm đậu, dán chéo gì nữa nè, trên cái u mỡ đó nó màu tàn, Ngày hoặc là dán mấy dán vô lần? trong cái u cũng được, dán xung quanh, dán chéo rồi giữa mấy cái lỗ với chéo này nè, giữa mấy cái ít xì gì đó, nó có mấy cái chuẩn trống đó, chúng ta dán vô trong nó luôn, hoặc là chúng ta dò sinh huyệt ở trong đó dán vô, nó cắt nhỏ nhỏ thôi, thì đó cái cách đó thì do cũng do mình phát minh luôn, sáng chế ra. Yeah. Nè, cảm Cũng ơn tiêu thầy. u hay lắm, tiêu u hay lắm, nghĩa mà nó lồi lên. Ừ. Ôi, nó lòi Ừ. lên. Thì u mở lồi lên, còn bên trong này mình có cái vụ cái tán tán này rồi. Ừ. À, đau, chị đau lưng quá, bấm huyệt nào thầy Tâm? Đau lưng là đau ở đằng sau, ở đâu, mũi. Nhưng mà đau có Đây lý do, nè, có liên quan tới thận hay không nữa thầy nhỉ? khỏi đi khám tổng quát sao, nhưng bây giờ thấy đau lưng nữa các bạn làm gì hả, lấy quay Dùng giò cây gạch què về là này hết đánh cũng đau được. Đúng rồi. luôn. Ừ, lấy quay giò này kiếm sinh huyệt, tìm sinh huyệt nha, tìm điểm đau, các bạn nhớ cái mũi là cái lưng, cái lưng là cái mũi hả. Ừ, gạch kiếm chỗ đau, gạch chỗ đó kiếm thấy chỗ đau được rồi thì mình đánh nó 30 lần kiểm tra, cứ 30 lần kiểm tra cái gì đó Còn nếu có nghe chạy biết đâm không, tiêu nữa thì là chà, thì làm chà tại từ đằng chỗ, làm sau tại á, chỗ xương lấy sống chân á. đâm tiêu mày. Dạ, Ừ. để thông máu huyết hết. Hoặc là các đồ hình khác, các đồ hình khác, đình chân đầu, mí đốt trán, lỗ tai, thí dụ này. Cho thấy nếu mà đau lưng trực tiếp vậy đó, vừa lăn hả là vừa chạy âm tiêu vừa sấy đi chị ơi, để cho nó Đúng ấm rồi, ấm mới ấm phát ấm thổi ấm hay lắm, vô. khỏe lắm. Nhưng mà có người hỗ trợ giúp chị đó, Người nếu làm cho đã mình nữa.
Cha đâu coi trong nhóm Trang mấy hai tuần nay Trang đã lấy dùng cái chày đâm tiêu hỏa tiễn của thầy đó mà làm cho mấy chị đó ai ai cái đó người ta cũng thích lắm, nhưng khổ con cái rằng là mua thì dễ nhưng mà ai làm cho. Đúng rồi, thì mình phải hướng dẫn người gia đình của mình á, tự làm cho mình. Cái lưng thì rõ ràng cũng làm được đó, nhưng mà mình làm cho mặt, nếu mình không làm lưng được mình làm mặt, nhưng mình cũng được hiệu quả với nhau, thì cái điều là làm lưng sướng hơn. À, Sướng đúng hơn. rồi, Bây giờ vui lắm, học trò ở trong bên Việt Nam này, có một bữa có cái anh này mới tức thì anh kêu bây giờ thầy đổi 6 đường thần thánh lại thành 6 đường sung sướng như thầy. Nói trời ơi, làm sướng thiệt nhưng mà đâu có dám gọi 6 đường sung sướng. không, chồng chồng Trang sẽ nói gì nè, chồng Trang sẽ nói gì nè, sung sướng cho em chứ đâu sung sướng cho anh đâu, tại vì cái người trà người ta mỏi cái Thì người cha chứ người cha chứ người này sướng người đó làm cho mình sướng lại, nói chung vậy đó, công bằng. nhưng mà anh nói anh đâu cần đâu, anh đâu đau đâu, khỏi cần. Không cần làm sướng hả, Ừ, không đau làm cũng sướng nè, làm sướng mà không phải làm cho đau đâu. đó mình thấy là rất thích, thấy là rất thích, rất là cần cho mọi gia đình, mọi phải nó có cây đó. Bữa nào Trang đi về Việt Nam đi hốt mớ được. Gần năm nghe thầy, gần năm Trang có gặp thầy ở đó, 14 tây là đang gặp thầy nhớ không, 15 tây đó, tháng 11 đó. Ở bên Nhật. No, Việt Nam trước, thầy rước Trang phi trường đó. À vậy No, hả? 11 tây, 11 tây, 11 tây là 12 tây ở Việt Nam á, 12 tây Việt Nam gặp thầy đó. Rồi sau đó qua Nhật đúng không ạ? Yes. Năm nay thầy đâu đi Nhật được đâu đúng không? Covid đâu đi đâu. Covid nằm náo loạn thế giới luôn. À, Ghê. hôm qua có một cái tin mới á, hôm qua có tin Tin mới mới là bây giờ là không cho phép ai vào nhà, hay là nó tóm lại không có cách ly nữa rồi. Ở vùng Trang nè là từ đây tới 23 tây là không có thăm viếng ai hay là party gì hết á, không có gặp gì, không riêng hết, cách ly hết. Thì cái không vùng cho mình hung luôn mà. hung thì chồng mình hung cái mà ở chung một nhà thì đâu có sao đâu, nhưng mà người lạ không được vô nhà cái người khác nha, phải là nhà ai nấy Ngồi ở bên có một cái tay á, hung nhau chốc chốc bên này đó. nè, đâu có hung nữa, không hung Oh, được. trời ơi. Ok thôi, vậy thì chương trình chúng ta của nay kết thúc cũng được rồi, đã mấy giờ rồi, cũng đúng Bây rồi, tới giờ giờ đúng rồi. giờ luôn. Yes, tới giờ rồi. Thì thôi Trang xin cảm ơn thầy và chúc thầy gia đình ngủ ngon và mọi người trên thế giới một ngày an lành ha, đêm ngủ ngon và một bữa sáng ở Mình bên chỗ đi chủ nhật nè, một sáng chủ nhật chúng ta trời hôm nay cũng nắng lắm thầy, nhưng mà hơi mát mát lạnh lạnh. ngồi sướng quá, về nóng muốn Ồ, chết lá rụng, bây giờ lá rụng hết rồi thầy, bây giờ rụng ra trên cây rồi, bây đẹp giờ lá quá. dưới đất thôi. Đẹp Thích quá, rồi nó chụp hình. nhưng mà có người mẫu mà chụp, phải có người Trang mẫu đi theo nhá, mẫu mẫu thi. đôi áo dài rồi vô may sẵn Trời ơi, đi. áo dài cũng phải có eo chứ, giờ thầy nói là phải đánh hết này cho nó ra eo nữa rồi mới mặc áo dài. Đúng rồi, thì ở Việt Nam mà trời nóng người ta có eo nhiều hơn, còn bên đó Ok là lạnh ít cho eo hơn. vậy. Thôi thì nha, cảm ơn Trang Dạ. nhiều, cảm ơn tất cả các bạn đã coi cái livestream này, Vậy đã tôi tới có thứ thời ba là gian gặp lại hỗ nha. trợ nha, rồi tuần sau gặp lại tiếp nha. Chúc 10 tất giờ cả tối mọi Việt người Nam. sức Ok, chào thầy, chào các anh chị bye. em. Xin chào, bye.